Đấy, đôi này là đôi thứ nhất. Đôi này là đôi thứ nhất này. Chân, đầu, cườm chưa có. Đấy, chim này là chim nhà đẻ ra non nuôi lên. Dòng này là dòng to nhất trong nhà em này. Đấy. Đây là đôi thứ một. Đôi số 2. Đôi số 2 đây anh ơi. Đấy. Đôi số 2 đây. Đấy. Đuôi dài. To, đầu to. Đấy. Vậy to nó gáy bằng nực của nó. Đôi số 2. Và đây là đôi số 3. Đây. Đấy. Chim nó cũng rất là thuần anh ạ. Đó. Em dí cái máy ảnh vào, nó có cái dây quai, nó tưởng con rắn, nhưng cái nó cũng thuần mà.